Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 31, kiểm tra số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không. Đấy. Thì để giải bài tập này thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu số nguyên tố là số như nào. Đấy. Thì ở đây khái niệm số nguyên tố là những số mà chỉ có hai ước là một và chính nó. Đấy. Ví dụ ở đây mình có một cái số là số nguyên dương N bằng 3, đúng không ạ? Thì ước của nó là 1 và 3, đúng không ạ? Chỉ có hai ước là 1 và 3, tức là 1 và chính nó. Đấy. Nó có hai ước luôn ạ. Đấy. Từ đó sẽ suy ra cái số 3 này là số nguyên tố. Đấy. À, mình sẽ xét một cái ví dụ tiếp. Ở đây mình sẽ xét cái ví dụ N ở đây sẽ bằng 4. Đấy. Số nguyên dương bằng 4. N bằng 4 thì nó có các ước là 1, 2, 4, đúng không ạ? Thì nó có 3 ước, tức là nhiều hơn 2 ước, đúng không? Tức là nó ngoài có các ước là 1 và chính nó thì nó còn có thêm một cái ước là số 2 này. Đây. Nên là cái số 4 này không phải số nguyên tố. Đúng không? Và tóm lại các bạn cần lưu ý điều này là số nguyên tố là số có 2 ước. Đấy. Còn số không phải là số nguyên tố thì nó có nhiều hơn hai ước. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi, sau khi đã nói qua về một số cái khái niệm về cái số nguyên tố thì mình sẽ đi vào viết code. Đầu tiên mình sẽ phải khai báo các cái thứ viền cho nó. Đầu tiên là thứ viền stdio.h và sau đó là sẽ thư viện là conio.h. Rồi sau đó sẽ là một cái thư viện là toán học math, đúng không ạ? Sau khi đã khai báo được cái thư viện thì ta sẽ tiến hành đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì chúng ta cần phải khai báo với những cái gì và làm công việc gì. Thì trong cái main này thì mình sẽ phải tính được các ước số của nó, biết được nó có bao nhiêu ước, và từ việc biết được nó có bao nhiêu ước thì mình sẽ đưa ra được kết quả là nó là số nguyên tố hay là không phải nguyên tố, đúng không? Như đây mình cái thuật toán mình đưa ra là nó, nếu như cái số n này nó có hai ước thì nó là số nguyên tố, và nếu như nó có nhiều hơn hai ước thì nó không phải là cái số nguyên tố, đúng không ạ? Rồi. Và trong hàm main này thì mình cần phải khai báo một cái biến n, đúng không ạ? Rồi. Sau khi khai báo của n thì ta nhập vào cái hàm nhập vào một cái hàm print để in ra màn hình câu lệnh nhập n, đúng không ạ? Rồi, sau khi nhập N thì ta cần phải scan nó để nhập từ bàn phím ra màn hình, đúng không ạ? Đây sẽ là phần trăm D, bởi vì N là số nguyên dương. Đây sẽ là N, đúng không ạ? Rồi, sau khi đã nhập N vào, thì chúng ta cần phải tìm được các ước của nó. Từ các ước đó thì mình tìm đếm được có nó có bao nhiêu ước. Đấy. Và để tìm ước thì mình sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là i khởi tạo ban đầu bằng 1, và nó sẽ chạy đến n, từ 1 cho đến n, và tất nhiên đây sẽ là i cộng cộng, đúng không ạ? Mình sẽ sử dụng một câu lệnh if để tìm cái ước của cái số từ trên n đó. Đấy, thì mình sẽ lấy n phần trăm y bằng 0. Câu lệnh này tức là gì? Tức là ta lấy cái số n, ta chia lấy dư cho y. Nếu như mà kết quả nó là bằng 0, tức là nó chia hết cho y, thì mình sẽ in ra cái giá trị y này. Lúc này thì y sẽ là ước của n, đúng không? Thì một số mà khi chia cho y mà nó có số dư bằng 0 thì tất nhiên là y sẽ là ước của cái số đó, đúng không ạ?
mình sẽ in ra cái giá trị y. Đây sẽ là phần trăm d, đúng không ạ? Và địa chỉ của nó là n, à là y. Rồi sau khi đã in ra y thì mình tiếp tục làm như sau. Mình sẽ cần phải khai báo một cái biến, đây là biến đếm, đúng không ạ? Đếm mình khởi tạo giá trị cho nó bằng ban đầu bằng 0, đúng không ạ? Và sau đó, sau khi đã in ra cái y này nhá, thì cứ mỗi lần mà y này là ước của n thì nó sẽ tăng cái biến đếm này lên, đếm sẽ bằng đếm vòng cộng ạ. Cái điều này nó tương đương với đếm bằng đếm cộng 1. Đấy. Ở đây vì trong cái câu lệnh if này nó có hai câu lệnh nên là chúng ta cần phải đặt cái dấu móc cho nó. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta đã biết được cái số lượng ước của cái số tự nhiên n này, đúng không ạ? Thì cái đếm này nó tượng trưng cho cái số lượng ước số của cái số tự nhiên n. Rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái đếm này nó bằng 2, đúng không ạ? Thì sẽ in ra cái câu lệnh phần trăm d, tức là đây sẽ là một đây là số nguyên tố, đúng không ạ? Vì ước của nó bằng 2 nên đây sẽ là số nguyên tố. Phần trăm d là số nguyên tố, đây địa chỉ của nó sẽ là n l. Còn không thì nếu mà nó khác 2 đấy, thì sẽ in ra cái câu lệnh đây sẽ là phần trăm d không phải là số nguyên tố, đúng không ạ? Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại. Đấy, mình sẽ xuống hàng cho nó đẹp dễ nhìn, đúng không ạ? Rồi mình sẽ chạy chương trình cho các bạn xem. Ở đây ví dụ mình nhập là 3. Đấy, thì như các bạn biết 3 là một số nguyên tố, đúng không ạ? Đấy, thì nó đã in ra kết quả là các ước của nó là 1 và 3. Và nó đã in ra câu lệnh là 3 là số nguyên tố, đúng không ạ? Rồi, mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa lại một chút cho nó đẹp. Đây mình sẽ tab vào một đoạn, thụt vào một đoạn cho các bạn dễ quan sát. Rồi, ở đây mình sẽ thử với một cái ví dụ là một số không phải là số nguyên tố. Ở đây như các bạn đã biết thì 4 là một số không phải là số nguyên tố, đúng không ạ? Mình sẽ nhập 4 xem kết quả như nào. Đấy, thì nó lại ra kết quả 4 không phải là số nguyên tố, đúng không ạ? Đấy, 1, 2, 4 không phải là số nguyên tố, đúng không ạ? Rồi. Ở đây mình sẽ thử thêm một cái ví dụ tiếp theo là mình sẽ thử là một số bất kỳ nha. Ví dụ mình nhập là 20 điện. Đấy, thì nó đã in ra cái đây, ước số của nó là 1, 2, 4, 5, 10 và 20. Nhưng cái dòng cuối này nó ghi là không, không phải là số nguyên tố. À, vì sao lại như vậy? Thì ở đây mình sẽ giải thích như này. Là bởi vì ở đây mình chưa điền cái địa chỉ cho cái câu lệnh print này. Đây nếu như mình điền ở đây là n, đúng không ạ? Rồi, trong câu lệnh print này mình điền là n. Đấy, tức là mình cấp cái địa chỉ cho nó thì nó sẽ cho ra kết quả khác, không phải là không như lúc nãy, không phải là không như đây. Rồi, mình sẽ chạy lại cho các bạn xem. Để nhập là 20 như lúc nãy nha, 20 đấy. Rồi, thì đây bây giờ nó đã in ra 20 không phải là số nguyên tố, đúng không ạ? Đấy,
Rồi. Thì trên đây là cái bài tập và dạy cách để kiểm tra cả một số nguyên dương N có phải là số nguyên tố hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.